Vì sao loạt phim Kepli, lời hồi đáp lại vô cùng nổi tiếng không chỉ ở phạm vi Hàn Quốc mà còn ảnh hưởng đến giới trẻ trên toàn châu Á? Ngoài yếu tố tình cảm gia đình, bạn bè, bộ phim còn cho ta thấy những mối quan hệ vung vén theo năm tháng, rồi trở thành những mối gắn kết không thể tách rời. Những hồi ức đẹp để trong phim đã gợi nhắc cho người xem nhớ lại, hóa ra ai trong chúng ta cũng từng có quãng đường thanh xuân vô cùng tươi đẹp. Đặc biệt, thứ làm nên thương hiệu của Jepley chính là những tình tiết gợi nhắc quá khứ. Kỷ niệm của Ghibli có thể là một ca khúc hay từng làm mưa làm gió, món đồ chơi của tụi con nít bấy giờ hay là loại mỹ phẩm các mẹ thường dùng. Bạn đã bao giờ tưởng tượng, nếu Việt Nam ghi mết lại loạt phim Ghibli, những món đồ nào sẽ xuất hiện trong phim chưa? Đầu tiên, chắc chắn nhà ai cũng phải có một chiếc máy phát thanh để nghe radio. Mỗi sáng, chúng ta sẽ được đánh thức bởi giọng đọc của cô Kim Tuyến với câu nói bất hủ, đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát thanh viên Kim Tiến, huyền thoại, truyền hình của Việt Nam. Clip, nhạc hiệu Đài tiếng nói Việt Nam. Nghe thì có radio, còn ăn mặc, thời trang trông sẽ như thế nào nhỉ? Đây là một vài gợi ý nho nhỏ nhé. Những cô cậu học sinh thì cùng bò ống loe, càng loe càng tốt. Sẽ là thế này nếu bạn làm trong ngành thời trang. Dân chơi hệ hip hop thì sẽ diện theo concept này. Áo quần có rồi, bây giờ xin hãy đổi sang kiểu tóc. Không biết Lee, về lại những kiểu tóc của những năm 90, 2000 thì trông sẽ như thế nào đây ta? Không biết nhà ai còn giữ những tấm ảnh lịch huyền thoại này không ta? Những năm 90, Việt Nam rất chuộng kiểu tóc này. Đến năm 2000, tóc sư tử, hay còn được gọi là tóc bảo thi đã khuyên đảo cả một thế hệ những hot girl, bây giờ là những ngôi sao hạng A của showbiz. SEA Games 22, Đại hội Thể thao Đông Nam Á, đây là sự kiện thể thao mang tầm vóc khu vực lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2003. Trong đó, chim lạc là biểu trưng, còn châu vàng là linh vật của đại hội. Tên phiên bản SEA Games 22 Phải nhà nào xịn mịn lắm thì mới có tiền để mua đĩa VCR, DVD về mà coi. Bạn có nhớ chiếc đĩa nhạc đầu tiên mình nghe là của ai không? Album đầu tay của Mỹ Tâm đêm chung kết Miss Audition khai sinh gia loạt thế hệ hốt cơ đình đám. Ngọc Anh và Emily, hai Miss Audition đình đám. Nếu xài điện thoại, thời đó làm gì có iPhone hay Samsung, Nokia, cục gạch chơi game dắn ăn táo là xịn lắm rồi. Nếu bạn thuộc nhóm gia đình dít kích, chắc chắn phải sở hữu máy chơi game cầm tay này. Ngày đó, gia đình phải có điều kiện mới được bố mẹ mua cho chiếc máy chơi game, mang lên lớp cứ phải nói quách ơi là quách một món đồ chơi bị người lớn la là độc hại, lúc bấy giờ, chiếc đèn tia la re đồ chơi này từng là món đồ thèm khát của hội học trò nghịch ngợm. Netflix hay các nền tảng streaming đang lên ngôi ở thời điểm hiện tại. Nhưng với những năm 90, 2000, nhiều người phải học giỏi, có tài nịnh mẹ, thậm chí là nhịn ăn sáng thì mới có tiền đi thuê truyện tranh đó nha. Tiệm thuê truyện tranh mà đứa nhóc nào cũng ao ước thời ấy. Nghiêm túc mà nói, đã có ai đọc hết được nữ hoàng Ai Cập chưa? Kẹo ô mai bao bì toàn in chữ Trung Quốc, 500 đồng mua được những năm gói. Thời đó ai mà chẳng thích trái cây bột. Mỗi hũ lại có một vị riêng, kèm theo cả cái muỗng bé tí tẹo. Nguồn tổng hợp